Xin chào tất cả các bác, anh các chú ạ. Hôm nay em lên video giới thiệu cho tất cả các bác một số các cái hàng đồ tháo máy. Các nào có nhu cầu mua hàng thì có thể nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp cho em theo số điện thoại. Đây là số điện thoại đặt hàng của bên em ạ. Hàng Nhật bãi Long Hợi theo hai số điện thoại đặt hàng 0975 275 636 hoặc số điện thoại 0942 453 417. Địa chỉ của em ở Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội, có ship hàng toàn quốc ạ. Bác nào ở gần thì mời các bác qua địa chỉ cửa hàng xem mua trực tiếp. Bác nào ở xa thì bên em sẽ có ship hàng đến tận nơi. Trên video em có đánh số thứ tự và giá tiền theo từng mẫu hàng. Các bác có nhu cầu mua mẫu nào thì cứ chốt cho em theo mã số như trên video ạ. Giá trên video là giá tại cửa hàng, chưa bao gồm tiền ship. Đơn hàng mà dưới 5kg tiền ship toàn quốc sẽ là 30.000. Còn trên 5kg đến 10kg quay đầu tiền ship sẽ đồng giá là 50.000 toàn quốc nha các bác. Các bác xem video được cho em xin nút like, nút đăng ký kênh để luôn theo dõi được những video mới bên em đăng lên kênh mỗi ngày. Rồi bây giờ đầu tiên em xin phép quay vào mẫu số 1 nhé. Số 1, số 2 của em nó là mấy cái mẫu át này. Đây số 1 trước này. Đây ạ, số 1 là các cái át. Cái này em bán nguyên combo cả rổ này luôn nha các bác. Cái này của nó sẽ là các cái át hai chân như này. Đấy, cái át này các bác xài điện 220 điện bình thường nha các bác. Như mẫu này là 3A này. Có 3A này, 5A. Đây các bác, các cái mẫu này đều là hàng át hai chân hai cực như này nha các bác. Còn có một cái này kiểu át đơn này. Át đơn nó sẽ có một chân như này. Tất cả chân ốc thì vẫn còn nguyên, không có bị bể vỡ gì đâu nha các bác. Hình thức combo này là còn đẹp. Tổng combo em xem có bao nhiêu cái nào. 2 này, 4 này, 6, 8, 10, 12 chiếc ạ. Combo này tổng sẽ có 12 chiếc. Các bác chốt em là mẫu số 1 có giá là 200.000 nhé. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu số 2. Số 2 là mẫu này. Cái này là nó là át 3 chân như này nè các bác. Kiểu át 3 cực ấy. Bên trên này phần chân ốc thì vẫn còn đầy đủ, không có bị bể vỡ. Cũng là hàng tháo máy, hàng đẹp, không có bị bể vỡ được các bác. Cái này thì em sẽ bán theo combo nhé. 150.000 là combo sẽ có là 5 chiếc. Tính là bao nhiêu đây? Tính là 30.000 một chiếc đấy nha các bác. Mẫu này nó sẽ là có là 3A, 3A cả 7A, 10A. Nó sẽ là theo combo luôn nhé. Đấy. Mẫu này thì chắc có khoảng tầm 20 chiếc. Tiếp theo em chuyển qua mẫu số 3. Số 3 là dây điện ạ. Đây các bác. Số 3 ở đây có một ít dây điện. Cái này là hàng mới nguyên, chưa qua sử dụng đâu các bác. Đây bên trên đây sẽ có 3 cái phần rắc cắm như này này. Đây là cái phần đầu dây điện của nó nhá. Cái này là hàng nội địa Hàn Quốc. Cái hàng Hàn Quốc thì nó sẽ là hàng ổ cắm chân tròn, không có chân dẹt nha các bác. Đây trên đây sẽ có một cái nút công tắc bật như này. Và bên dưới sẽ có là 6 ổ cắm. Mẫu này sẽ là 10A 250V. Những cái hàng ổ cắm chân tròn này thì các bác cắm chân tròn nào vào cũng được nhá. Nó là hàng thông dụng đấy ạ, chứ không có đặc biệt gì đâu ạ. Cái này thì em bán theo combo, mẫu số 3 này, 120.000 là combo 2 chiếc ạ. Mẫu này hiện tại đang có tầm 10 chiếc nhá. Tiếp theo em chuyển qua mẫu số 4. Số 4 mẫu này thì nó có cái dây nhưng mà nó bị cắt mất dây rồi. Trên tay nó sẽ có 4 ổ cắm này, nó sẽ có nhiều nút công tắc như này, cũng là ổ cắm chân tròn. Những cái mẫu này thì sẽ là 16A 250V nhá. Đấy, mẫu này thì em đang có 5 chiếc này. Đều là 4 ổ cắm hết nhá, có đèn báo, có công tắc này. Đấy, dây bên trong thì nó có dây ba lõi, dây đồng này các bạn, nhưng mà nó cắt hết rồi. Cái này thì bán là 100.000 một chiếc. Các bác chốt cho em là mẫu số 4 nhá. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 5. Số 5 là bộ combo một rổ các cái đầu ống nối này. Mấy bác nào mà đang làm hàng mà cần các cái đầu ống nối này thì mình chốt này. Nó sẽ có ống chữ Y này, ống nối. Trong đây sẽ có combo là từ ống 6 đến ống 8 là nhiều. Nó sẽ có lẫn vài cái là ống 10 có ống 12 nhưng mà nó không đáng kể đâu. Rất là nhiều như này. Toàn bộ những cái ống này là hàng SMC, hàng tháo máy đẹp lắm. Mẫu số 5 combo có giá là 200.000. Cái này nó nhiều quá nên em không có đếm số lượng nha các bác. Mẫu này hiện tại em đang có tầm 2 bộ. Tiếp theo chuyển qua mẫu số 6. Số 6 là một chiếc át. Cái này là át hàng tháo tủ này, át 3 chân, át 3 pha nhé. Phần nắp bịt bên trên bên dưới vẫn còn đầy đủ. Ốc thì còn đầy đủ, không có bị bể vỡ. Mẫu này là hàng Hàn Quốc các bác. Đây hàng Hàn Quốc nha. Mẫu này thông số là 5A, nó có dòng dò là 30mA, là kiểu át chống giật đi các bác. Điện 3 pha nha. Mẫu số 6, cái này thì em chỉ có một chiếc thôi, có giá là 100.000. Em chuyển qua mẫu số 7. Số 7 đây. Số
Số 7 là bộ combo mấy cái món phụ kiện bằng nhôm này. Cái này nó giống như cái bản lề bằng nhôm này các bác. Cái này phần khung nhôm độ dày là 1cm. Kích thước bản rộng này, con này bản rộng là 5,2cm. Còn để như này tổng chiều dài của nó là 9,5cm nhá. Ở đây nó có cả các cái này đều bằng nhôm hết nha các bác. Đây này, cũng bằng nhôm hết. Combo này gồm 2 này, 4, 6, 7 món của mẫu số 7, có giá là 50.000 ạ. Tiếp theo em chuyển qua mẫu số 8. Số 8 ở đây em có cái mấy cái mắt camera này các bác. Hàng rất là đẹp nhá. Đây này, đằng sau ở đây nó sẽ có các cái cẩm chân rắc cắm như này. Cái này điện của nó sẽ là điện DC 12V. Mặt trước này, phần camera còn đẹp, không có bị bể vỡ gì cả. Cái này thì có giá là 50.000 một chiếc thôi nhá. Mấy bác nào vào việc thì mình chốt ủng hộ em này. Đẹp lắm, không có cái nào bị bể vỡ đâu. Phần chân rắc cắm ở đây này, cái cổng chân rắc cắm của nó cũng còn đẹp. Đây ạ, 50.000 một chiếc thôi nha các bác. Các bác chốt là mẫu số 8 nha. Đây mẫu số 8 nha. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 9. Số 9 là cái hộp này. Cái này kiểu như cái hộp điều khiển của motor các bác. Có logo hàng SMC AC sạc vô motor này. Cái này kiểu điều khiển của motor sạc vô ấy ạ. Cái công suất là 400W. Điện đầu vào nó sẽ có hai loại, từ 3 điện đầu vào là 1 pha hoặc là 3 pha, từ 200 đến 230V này. Đấy, còn bên dưới của nó điện ra là 170V. Make in Japan. Bên ngoài đây sẽ có cái cỡ các cái cổng chân rắc cắm như này. Hình thức thì em thấy là còn đẹp, không có bị bể vỡ gì nhá. Kích thước phần thân bản ngang 17cm, chiều bên này là 16cm này. Mẫu này thì em chỉ còn một chiếc thôi, có giá là 300.000, bác nào chuyển khoản trước miễn ship nhá. Tiếp theo chuyển qua mẫu số 10. Số 10 thì mẫu này có mấy chiếc này. Hôm nay mẫu này bác nào chuyển khoản trước là cũng được miễn ship. Mặt bên sườn đây sẽ có một cái tem hàng của LS, là hàng Hàn Quốc nha các bác. Đây là bên trên này sẽ là một cái màn hình điện tử, còn đây bên dưới sẽ là các cái cổng chân rắc cắm. Phần cổng chân rắc cắm và hình thức bên ngoài của nó còn đẹp, không có bị bể vỡ gì cả. Kích thước phần thân bản ngang là 17,3cm. Còn chiều bên này thì em đọc là 16cm nhá. Trên đây sẽ có cái tem này, hàng của LS AC Servo Driver. Mẫu này điện đầu vào này là 3 pha, từ 200 đến 230V. Công suất của nó cũng là 400W này, cùng công suất với cả mẫu số 9. Made in Korea nhá. Đây là mẫu số 10, có giá là 300.000 một chiếc. Mẫu này em đang có 4 cái. Chuyển khoản trước là cũng được miễn ship. Một cái là đã được miễn ship rồi nha các bác, chứ không phải mua cả 4 cái mới được miễn ship đâu. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu số 11. 11 ở đây em đang có bộ combo mấy cái á. Cái này, ở đây bên trong của nó sẽ có cái phần trục bi này. Bên này và bên này đều có bi nha các bác. Phần khung nó lại sẽ là khung nhôm. Ở đầu sẽ có cái phần bánh răng như này. Cái chiều bên này ở đây em sẽ đo được của nó là bao nhiêu đây. Đường kính bên ngoài phần bánh răng là nó gần 20 nha các bác. Nó đang ở giữa 19 và 20 này. Còn độ dày bên này đo được là 10. Phần trục tròn đo được là phi 12. Phần khung nhôm của nó là 10 các bác, là 1cm đấy nhé. Kích thước phần khung nhôm này, con này bản rộng của nó là 4cm. Chiều dài phần khung nhôm 6,5cm. Cái này thì em sẽ bán theo combo 100.000, combo 3 chiếc. Các bác chốt cho em là mẫu số 11 nhé. Con này có 2 bộ này. Tiếp theo chuyển qua mẫu 12. Đây 12 đây. Mười hai là bộ combo gồm 3 món. Cái này kiểu như các cái ống nhòm các bác này, các bác này. Phần ống kính còn đẹp sáng, không có bị bể vỡ gì nhá. Cái này phần thân của nó sẽ là thân bằng nhôm. Những cái mẫu này thì nó sẽ là hàng Hàn Quốc này, hoặc là hàng Nhật nha các bác. Đây, mẫu này này, phần ống kính này to đẹp. Mẫu này còn cả cái phần nắp bịt ở trên phần ống kính nữa này. Đây ạ. Đây về đây nó có một cái ống nhỏ như này nữa. Còn một chiếc này. Chiếc này bên trên sẽ có cái phần ống kính này, bên dưới thì nó sẽ có thêm một cái này kiểu như cái hộp đèn ở bên dưới đấy nha các bác. Đây là cái phần chân rắc cắm của cái hộp đèn. Made in Korea này. Hình thức còn đẹp nha, không có bị bể vỡ gì cả. Combo này gồm 3 món của mẫu số 12, có giá là 130.000 thôi ạ. Em chuyển qua mẫu 13 nhé. Đây 13 đây. 13 là một cái này. Cái này nó là cái camera đấy các bác. Đây này, hai cái cổng chân rắc cắm của nó vẫn còn nguyên. Đây là cái phần dây điện của nó cắt nhé. Phần khung sẽ là khung nhôm. Đây cái phần bể khung đỡ này cũng là bằng nhôm này. Bên dưới này sẽ có cái phần kiểu như cái đèn đấy các bác. Còn bên trên sẽ là đầu camera. Đây,
Make in Japan nhá. Hình thức thì còn rất là mới và đẹp nha. Không có bị bể vỡ chỗ nào cả. Đây là mẫu số 13. Cái này thì em chỉ có một chiếc thôi. Có giá là 150.000 ạ. Các bác có cần xem lại các phần tem thông số hay là hình ảnh của mẫu nào thì các bác cứ báo em vào trong Zalo, em chụp ảnh lại nhá. Tiếp theo chuyển qua mẫu 14. 14 là cái này. Cái này cũng như các cái ống nhòm này. Bên trong nó sẽ có các cái phần ống kính này. Bên dưới sẽ là cái phần ống kính, nó có thêm một cái phần khung nhôm bên ngoài. Toàn bộ cái phần thân của nó sẽ là thân nhôm hết ạ. Em đo kích thước này. Cái này bản ngang đo được là 4cm, tổng chiều dài là 17cm nhé. Cái này có giá là 120.000. Cái này em bán theo combo 120.000, là combo sẽ gồm 2 chiếc luôn nhá. Mẫu này đang có là 4 cái đấy, có một cái này hơi nhỏ một chút này. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 15. 15 ở đây đang có mấy cái van này. Cái này van của nó bằng inox ạ. Đây. Inox 316 nhá. Bên trên nó sẽ có cái tem hàng Made in Korea này. Kích thước ạ. Phần lỗ bên trong. Con này phần lỗ bên trong của em sẽ đo được của nó là 13. Phần đầu ren bên ngoài. Phần đầu ren ở đây này. Em sẽ đo được của nó là 17 nhá. À, em xin lỗi 18 các bạn, 18 nha. Phần thân ở đây, chiều dài phần thân của nó là được 37. Đường kính phần tròn này này, ở đây đường kính của nó đo được là 53. Cái này là mẫu số 15, có giá là 80.000 một chiếc thôi ạ. Mẫu này đang có là 2, 4, 6, 8 chiếc nha các bác. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 16. 16 là cái mẫu bên cạnh đây, mẫu này sẽ là cái size nhỏ hơn. Cũng là hàng Hàn Quốc, mẫu này cũng là hàng inox 316 luôn. Phần lỗ bên trong em đo được là 6 ly. Còn phần ren bên ngoài ở đây em sẽ đo được của nó là 11. Phần thân tròn này đường kính đo được là 40. Cái này thì bán theo combo nhá, 100.000 combo 3 chiếc. Các bác chốt cho em là mẫu 16. Tiếp theo là mẫu 17. 17 là cái con lăn này, mẫu này con lăn đẹp lắm. Con lăn mà tháo ở cái máy con lăn băng tải ra nhá. Đây. Phần thân con lăn sẽ là bằng nhôm, bên trong mẫu này sẽ có cái phần trục bi Made in Korea, mã bi là 6205. Em sẽ đo kích thước nhá. Mẫu này phần thân con lăn này. Phần thân con lăn của mẫu này chiều cao của nó đo được là 72, đường kính bên ngoài của nó đo được là 85 nha các bác. Cái phần trục này của nó sẽ là bằng sắt này, còn cái phần thân này của nó sẽ là bằng nhôm. Mẫu này thì không khác gì hàng mới cả, đẹp lắm. Phần trục bi quay thì rất là êm, trơn tru nha. Mẫu số 17 có giá là 200.000 một chiếc. Mẫu này hiện tại có khoảng tầm 10 chiếc đấy ạ. Tiếp theo chuyển qua mẫu 18. Đây. 18 là bộ combo này. Combo này gồm 4 cái luôn này. Cái này gọi là cái gì nhỉ? Cái buli đúng không ta? Cái này ở chiều bên đây em sẽ đo được của nó là 25. Đường kính bên ngoài của nó đo được là 49. Cái này phần khung của nó khung sắt nha các bác. Phần mặt bích sắt này, ở đây bản rộng đo được là 7cm. Chiều dài. Chiều dài phần đế sắt của nó là 10cm. Ở đây combo em gồm có 4 chiếc luôn. Của mẫu số 18 còn giá là 120.000. Cái này thì chỉ có một bộ thôi. Tiếp theo chuyển qua mẫu 19. 19 là bộ combo gồm mấy cái xi lanh này. Đây các bác. Bên trên mỗi cái xi lanh nó có cái phần kê góc như này. Mẫu này cái tem bị mất rồi, để em xem có cái nào còn tem. Đây như mẫu này còn tem này. Phi 20 hành trình 25. Đây các bác. Phần ti hơi mẫu này đẩy lên hành trình sẽ được là 2.5cm. Còn cái này thì hành trình của nó khoảng 20. Cũng đều là phi 20 hết nha các bác. Đầu ren ống ở đây này của nó là chỗ này là bằng đồng này các bác. Hình thức thì cũng còn đẹp đấy. Combo này gồm 2, 4, 6, 8, 10 chiếc của mẫu số 19. Có giá là 120.000 là 10 chiếc luôn nhé. Mẫu này hiện tại em đang có 3 bộ. Tiếp theo chuyển qua mẫu 20. 20 là bộ combo này sẽ nhỏ hơn. Đây, bên trên nó cũng có cái phần ke như này. Đầu ống ở đây cái dạng ống chữ Y, ống 4 các bác. Hàng SMC, phi 12, hành trình 15. Phần ti hơi này, mẫu này các bác cấp hơi và nó đẩy lên hành trình sẽ được là 1.5cm. Combo này nhiều này, để em xem là tổng có bao nhiêu chiếc trong bộ này nhá. Bộ này có giá 100.000 thôi. 2, 4, 5, 6 này, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 cái các bác. Combo này sẽ gồm 19 cái của mẫu số 20, có giá là 100.000 thôi ạ. Mẫu này hiện tại cũng đang có 3 hoặc là 4 bộ gì đấy. Tiếp theo chuyển qua mẫu 21. 21 là combo gồm 3 cái đồng hồ này. Ba cái này giống nhau nha các bác. Mẫu này ở đây nó đằng sau sẽ có cái phần ren ống bằng đồng này, ống này ống 4 nha. Cái này là chữ hàng Hàn Quốc này các bác. Kích thước
Phần mặt bích ở đây đường kính đo được là 43. Combo này gồm 3 chiếc, hình thức còn đẹp, không có bị bể vỡ gì cả. Có giá là 100.000, các bác chốt mẫu 21 nhé. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 22. 22 ở đây có bộ combo gồm 3 món này. Đây combo gồm 3 món này, kiểu như cái cục nguồn ấy các bác. Đây, ở đây nó sẽ có cái cổng chân rắc cắm hai chân, chân tròn nhá. Mẫu này điện đầu vào từ 100 đến 240V, điện ra của nó là 24V nhá. 1000mA này. Cái này em xem là 3 chiếc này còn giống nhau không ta? 3 chiếc này giống nhau nha các bác. Cùng một loại, cùng một thông số nha. Combo mẫu số 22 có giá là 150.000 3 chiếc. Tiếp theo chuyển qua mẫu 23. 23 là bộ combo mấy cái xi lanh này. Nó có mẫu xi lanh bàn trượt 2 ti nha này. Cái mẫu này đang hơi chặt một tí này. Khung nhôm các bác. Mẫu này đầu ống sẽ là ống 4. Phi 16, phi 6 hành trình 10. Mẫu này có 2 chiếc này. Đây phi 6 hành trình 10 là có 2 chiếc đây. Còn đây trong đây sẽ có 4 cái xi lanh kẹp. Đấy bác, kiểu nó xi lanh kẹp như này này. Đầu ống ở đây sẽ là ống 6 nhá. Đấy, 4 cái xi lanh kẹp và 2 cái xi lanh 2 ti hơi. Đây ạ. Về các bác cái nào mà bẩn thì các bác vệ sinh lại giúp em nhá. Mẫu số 23 có giá là 150.000. Tổng sẽ có là 6 chiếc. Tiếp theo là mẫu 24. 24 cũng là một mẫu các cái mẫu xi lanh kẹp như này. Đầu ống ở đây sẽ là ống 4. Đây các bác. Các bác cốc hơi vào thì nó sẽ đẩy cái phần tia, phần miệng kẹp này của nó ra này. Đầu ống mẫu này sẽ là ống 4 nhá. Mẫu số 24, cái này có giá là 100.000 combo 3 chiếc nha. Tiếp theo chuyển qua mẫu 25. Là bộ combo này, nó sẽ có là con lăn. Cái này con lăn nó đang bị đây gì đây? À đây hai bên sẽ có bi này, make in Japan này. Con lăn mẫu này con lăn nhựa, mẫu này có 2 chiếc. Phần trục tròn mẫu này đo được là phi 12, phần thân con lăn đường kính là 30, còn chiều dài phần thân con lăn thì là 45, mẫu này có 2 cái này. Mẫu này có 4 cái, phần trục tròn đo được là phi 15, đường kính phần thân con lăn là 34, còn chiều bên này thì sẽ đo được là 15, bên trong sẽ có bi nhá. Ma bi của nó là 6900. Còn đây là mấy cái bằng cao su này, kiểu như con lăn đấy các bác. Phần lỗ trục bên trong là 8 ly. Bên này độ dày đo được là 20. Và đường kính mẫu này của nó đo được là 58. Combo này là của mẫu số 25, có giá là 100.000 tất cả chỗ này. Em chuyển qua mẫu 26. 26 đây, 26 combo sẽ gồm 5 chiếc. Trong đấy nó sẽ có 2 chiếc xi lanh hơi 2 ti này, phi 6 hành trình 10. Mẫu này có đầu dây cảm biến, nó còn đầu ống sẽ là ống 6 này. Còn một chiếc này, chiếc này là phi 10 hành trình 10, đầu ống sẽ là ống 6 nha các bác, xi lanh hơi 2 ti nhá, hành trình ngắn. Còn đây sẽ là 3 chiếc xi lanh kẹp. 3 chiếc xi lanh kẹp này. Combo này gồm 5 món của mẫu số 26, có giá là 100.000. Tiếp theo là mẫu 27. 27 ở đây sẽ có một bộ combo các cái tay nắm ạ. Tay nắm cửa này nó bằng inox các bác, nó không hút 500 đâu nha. Đây. Cái này thì em hiện tại đang có tầm 30 chiếc. Kích thước này, mẫu này bản rộng là 5cm, chiều dài của nó là 11cm. Cái này combo là 100.000, combo 10 chiếc này. Bác nào mua 2 bộ combo sẽ được miễn ship nhé. Các bác chốt là mẫu 27. Tiếp theo là mẫu 28. 28 là cái các cái cầu đấu này. Đây các bác, cái cầu đấu như này. Bên trong sẽ có hai cái phần tầng ốc như này. Các mẫu này sẽ là hàng Hàn Quốc nhé. Điện 24V. Kích thước phần thân bản ngang 4cm, chiều dài đo được là 15cm. Cái này bán theo combo 100.000, combo gồm 5 chiếc luôn nhá. Em sẽ lựa cho các bác là những cái mà còn nguyên đẹp, không có bị bể vỡ và đầy đủ chân ốc trước nhá. Các bác chốt mẫu 28 này. Tiếp theo chuyển qua mẫu 29. 29 bộ combo 4 món. Cái này là cái buli này, buli bằng cái này bằng gì đây? Cái này bằng nhôm nha các bác. Phần lỗ trục bên trong đo được là phi 16, phần rãnh buli đo được là 21. Mẫu này đường kính bên ngoài đo được là 67. Đây một chiếc bằng nhôm này. Cái này cũng bằng nhôm luôn nha. Mẫu này phần lỗ trục bên trong đo được là 30. Phần rãnh buli đo được là 17. Đường kính bên ngoài đo được là 100 này, là 10cm nha các bác. Đây còn hai cái này. Hai này cũng bằng nhôm luôn. Mẫu này đường kính đo được là 10,5cm. Mẫu này thì sẽ có là hai cái. Phần lỗ trục bên trong mẫu này đo được là 30. Combo gồm 4 món của mẫu số 29, có giá là 100.000. Tiếp theo chuyển qua mẫu 30. 30 là bộ combo ít các cái ke góc này. Cái này là ke góc nhôm nha các bác. Đây này, nhôm của nó rất là dày và đẹp luôn.
kích thước này, mỗi này là bản ngang là 3,2 cm, chiều cao bên này là 5,2 cm nhé. Cái này ở đây có combo này rất là nhiều, của mẫu số 30, có giá là 100.000 thôi ạ. Rồi em chuyển qua mẫu 31. Đây 31 đây. 31 ở đây em có bộ combo này. Cái này kiểu như cái khóa ấy các bác. Đây bên dưới nó có cái phần ke này bằng inox luôn này các bác. Để em thử lâm châm này. Cái phần ke đấy này của nó bằng, nó không hút lâm châm lắm đâu, chắc là inox 201. Kích thước phần thân này, cái này bản ngang là 3,8 cm, để nguyên như này mà đo tổng chiều dài phần thân của nó được 19,5 cm nhá. Cái này là đây, điện DC 24V hàng Hàn Quốc nha các bác. Combo ở đây em sẽ có là hai chiếc này của mẫu số 31, có giá là 150.000 thôi ạ. Đẹp lắm. Tiếp theo chuyển qua mẫu 32. 32 mẫu này em đang có hai món này. Cái này kiểu như cái khóa ấy các bác. Đây này. Đấy. Nó sẽ có hai chiếc ghép vào nhau như này nhá. Đấy, một bộ thì sẽ có hai món ghép vào nhau như này. Đấy. Một cái màu này, cái này là hàng của Omron này. Điện DC 24V. Còn cái này tên của nó kiểu tiếng Anh này các bác. Cái này thì em không đọc được. Bên dưới sẽ có cái phần dây điện nó cắt hết rồi nhá. Bên dưới đế thì của mẫu này sẽ có cái phần khung bằng nhựa này. Mẫu này cũng thế này. Mẫu này là khung màu đỏ, còn cái này là khung màu đen. Để các bác nào giá thì bằng tiền nhau, bác nào chốt cái nào thì báo em nhá. Mẫu số 32 này, cái này của em có giá là 200.000 một chiếc. Mẫu này đang có hai chiếc đây nhá. Không biết là kho đang còn thêm không thì em chưa có kiểm tra được, hiện tại mới chỉ có hai chiếc này thôi. Tiếp theo là mẫu 33. 33 ở đây em đang có mấy cái kéo này, kéo này kiểu nó sử dụng bằng hơi các bác. Đầu ống bên dưới này của nó sẽ là ống 6 nhá. Đây em sẽ đo kích thước phần thân của kéo này. Phần thân màu cam này của nó bằng nhôm nha các bác. Bản ngang là 3,5 cm. Phần lưỡi kéo thì em đo được là 5,5 cm nha các bác, gần 6 cm. Con này chịu tổng chiều dài từ phần lưỡi kéo đến cái phần thân này này, ở đây này là được 20 cm nhá, không tính cái phần đầu vai bên dưới đâu. Cái này thì em sẽ bán theo combo nhá, 100.000 combo gồm hai chiếc. Mẫu này thì em đang có 5 chiếc này. Các bác nào chốt đơn về nghiên cứu thì chốt nhá. Đấy. Nó không được đẹp đâu các bác. Phần bên lưỡi kéo là cũng thấy nó dỉ nhá. Đây là em đang bôi dầu vào rồi đấy. Mẫu số 33, 100.000 combo 2 chiếc nhá. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 34. 34 ở đây có bộ combo 3 món. Cái này kiểu như cái cảm biến đi các bác. Đây này. Bên trên đây sẽ có cái phần mặt kính này. Điện DC 24V. Hình thức còn đẹp, phần dây điện nó cắt cũng còn dài đấy các bác. Mẫu đầu tiên, mẫu này bản ngang là 3,5 cm, chiều dài phần thân là 15 cm nhá. Còn đây, mẫu này sẽ có là cái to hơn, mẫu này size to, mẫu này có hai chiếc này. Bản ngang của nó là 5 cm, phần thân chiều dài là 16 cm nhá. Đây, phần dây điện nó cắt rồi. Cái này cũng là điện DC 24V nha các bác. Combo này gồm 3 chiếc này. Không bị bể vỡ gì ạ. Mẫu số 34, combo có giá là 150.000. Tiếp theo chuyển qua mẫu 35. Đây, 35 ở bên này. 35 là một cái mẫu bánh nhông, bánh răng này. Trên đây nó sẽ có một cái phần trục tròn. Cái này ở đây nó có cái bi, mã bi là 6005. Cái phần trục chính này của trục sắt này của nó sẽ là phi 25 nhá. Đây bên trên có hai cái bi này. Trục tròn sắt đặc ạ. Còn đây bên đây sẽ có hai cái phần bánh nhông như này. Phần bánh nhông, bánh răng độ dày em đo được là 7 ly. Em sẽ đo cái phần đường kính, cái này đường kính của nó đo được là 100 này, là 10 cm nha các bác. Đây là mẫu số 35, nó kèm cả một cái bánh răng như này. Mẫu này phần lỗ ở đây em sẽ đo của nó là 15. Bản bên này đo là 10, mẫu này đường kính bên ngoài đo là 42. Combo gồm hai món này của mẫu số 35 có giá là 150.000. Em chuyển qua mẫu 36. 36 là mẫu này. Mẫu này nó có cái phần khung bằng nhôm này, hai bên sẽ có hai cái trục tròn. Hai trục tròn, mẫu này phần trục tròn em đo là phi 12. Ở giữa đây sẽ có cái xi lanh hơi này, đầu van ống là ống 4. Mẫu này thông số của xi lanh là phi 20, hành trình 30. Phần khung khung nhôm nha các bác. Mẫu này phần khung nhôm độ dày là 12. Kích thước này, mẫu này phần trục bản rộng phần khung là 8 cm, chiều dài phần khung là 24,5 cm. Phần trục tròn thì hơi dỉ một chút nhá, vì các bác vệ sinh thêm. Mẫu số 36 này, cái này em đang có 4 chiếc đấy, có giá là 100.000 một chiếc. Tiếp theo chuyển qua mẫu 37. 37 là vít me này. Để em dọn sang bên này để quay vít me. Có cái vít me này đẹp lắm. Đây ạ. Đấy, mẫu này hai đầu đều sẽ có đều có gối nhá. Đây. Đây các bác. Mẫu này là vít me bi nhá. Hình thức thì trông không khác gì hàng mới cả. Đây bên trên nó sẽ có một cái phần bát gen này.
hai đầu sẽ có hai cái miếng cao su để đỡ cái phần bát gen luôn. Phần đầu trục mẫu này đo được là phi 17, phần vít me mẫu này là phi 28, loại vít me bi, vít me lớn nha các bác. Mẫu này đo tổng cả chiều dài sản phẩm là 39 cm. Nếu mà bỏ cái phần này ra này, các bác phải bỏ phần này ra thì hành trình nó sẽ dài hơn nhá. Mẫu này phần gen bên trong của em sẽ đo là 27 cm, phần bát gen này là 7 cm này, thế hành trình mẫu này sẽ được là 20 cm nhá. Mẫu số 37 đây, số 37 này của em có giá là 250.000 thôi ạ, rất là mới và đẹp luôn. Cái này là cái đầu bơm mỡ và cái phần bát gen nhá. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 38. 38 là cái mẫu khung trục tròn này. Cái này hai bên sẽ có hai cái trục tròn phi 20, trục tròn sắt đặc. Phần khung bên trên bên dưới của nó bằng nhôm nhá. Bên dưới độ dày là 1,5 cm, bên trên độ dày là 2 cm. Cái này là có cái phần khung nhôm rất là to luôn này. Đây các bác, phần khung nhôm to nha. Có này bản ngang là 10 cm, chiều dài phần khung là 30 cm này. Chiều cao từ dưới đất đo lên là được 20 cm. Mẫu số 38, cái này của em có giá là 200.000 nha các bác. Tiếp theo chuyển qua mẫu 39. 39 là cái mẫu khung này. Cái này thì không được đẹp nha. Hai bên sẽ có hai cái trục tròn phi 20, trục tròn sắt đặc. Phần khung nhôm độ dày đo được là 18 này. Đây cái phần bi bên dưới là cái phần trục bên dưới hơi dỉ một chút nhá. Kích thước phần khung nhôm này, mẫu này bản chiều dài là 24,5 cm, bản rộng là 6 cm ạ. Phần trục tròn chiều dài đo được là 20 cm. Mẫu số 39, cái này có giá là 100.000. Tiếp theo chuyển qua mẫu 40. 40 là cái miếng nhôm này, mẫu này đang có hai miếng đây. Phần khung nhôm độ dày là 1,5 cm. Bản rộng mẫu này là 11 cm, chiều dài đo được là 30 cm. Số 40 có giá là 100.000 một cái. Còn đây là mẫu 41. Mẫu này em sẽ đo cả cái phần lỗ tròn bên trong luôn nhỉ. Cái phần lỗ tròn bên trong này, ở đây đường kính của nó em sẽ đo được là 65 nha các bác, đường kính bên trong. Còn đây là mẫu 41, độ dày của nó đo được là 20, là 2 cm nha các bác. Bản rộng đo được là 12 cm, chiều dài đo được là 28 cm. Phần bên trong này, ở đây đường kính đo được là khoảng 88 nha các bác. Mẫu số 41 có giá là 100.000 một cái. Tiếp theo chuyển qua mẫu 42. 42 là mẫu này. Mẫu này phần khung nhôm độ dày là 1,5 cm, chiều dài mẫu này là 20 cm, còn chiều bên này đo được là 16 cm. Số 42 có giá là 70.000 một chiếc. Mẫu này đang có 3 chiếc. Tiếp theo là mẫu 43. 43 là cái mẫu khung này. Mẫu này hai bên sẽ có hai cái trục tròn phi 20, trục tròn sắt đặc nha các bác. Phần khung bên trên bên dưới của nó sẽ là khung nhôm. Độ dày bên dưới là 1,5 cm, bên trên là 1,8 cm nha các bác. Kích thước này, kích thước phần khung nhôm bản rộng 6 cm, chiều dài đo được là 25 cm, chiều cao này cả phần khung luôn là được 23 cm. Đây là mẫu số 43, có giá là 150.000 một chiếc. Mẫu này thì đang có tầm 5 đến 6 chiếc. Tiếp theo là mẫu 44. Đây, 44 này. 44 mẫu này là cái mẫu khung xi lanh này. Ở bên trên sẽ có hai cái mẫu xi lanh kẹp. Còn ở dưới đây sẽ có một cái xi lanh kết hợp với cả dây trượt. Ở đây ở bên dưới cái phần xi lanh sẽ có cái phần bánh răng này. Phần bánh răng nó sẽ xoay. Đây các bạn này. Đấy, nó sẽ xoay, nó sẽ cùng cái phần tí hơi bên dưới nó sẽ liên kết với nhau như này. Cái này không biết là gọi là tải như nào cho đúng nữa. Đây. Đấy. Bên trên sẽ là hai cái phần xi lanh kẹp đóng ra mở vào này, bên dưới sẽ là cái phần xi lanh bên dưới đây. Này đầu van ống ở đây bên cái bên dưới này của nó là ống 6, còn cái xi lanh kẹp này là ống 4 nhá. Mẫu số 44 này, cái mẫu này của em có giá là 150.000. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 45. 45 mẫu này của em nó là cái miếng nhôm. Mẫu này phần khung nhôm độ dày 1 cm. Kích thước bản rộng mẫu này đo được là 15 cm, chiều dài 35 cm. Số 45 có giá là 100.000. Em chuyển qua 46. 45 có một miếng thôi. 46 này thì có mấy miếng luôn này. Mẫu này độ dày là 1,2 cm.
kích thước bản rộng. Bên này bản rộng là 9 cm, còn bên này thì là được 12,5 cm nhé. Chiều dài của nó là được 42,5 cm. Số 46 này có giá là 100.000 một chiếc. Tiếp theo chuyển qua mẫu 47. 47 này cũng đang có mấy chiếc luôn này. Này độ dày đo được là 1,2 cm. Kích thước bản rộng bên này là 8,8 cm, bên trên này thì đo được là 13,7 cm nhé. Tổng chiều dài mẫu này em đo được là 40 cm. Số 47 có giá là 100.000 một cái. Tiếp theo chuyển qua mẫu 48. Đây ạ, 48 là cái mẫu này. Cái này nó sẽ có một cái phần khung nhôm, ở đằng dưới đây sẽ có một cái con lăn bằng nhôm nữa các bác. Bên trong của nó sẽ có cái phần trục bi xoay, phần khung nhôm độ dày 1 cm ạ. Kích thước này, con này bản ngang em đo được của nó là 15 cm. Chiều dài đo được là 35. Chiều dài là 35 cm nha các bác. Bên trên nó sẽ có cái phần khung trục tròn như này. Phần trục tròn mẫu này thì em đo được là 6 ly. Mẫu số 48 này, mẫu này thì em đang có hai cái khung đây. Có giá là bao nhiêu nhỉ? Có giá là 150.000 một chiếc nhá. Tiếp theo chuyển qua mẫu 49. 49-50 nó là mấy cái bộ bàn trượt này. Cái này bàn trượt bên trong của nó sẽ chạy bằng dây trượt nha các bác. Đây này. Đấy, bên trong nó sẽ có cái phần dây trượt như này. Cái này phần khung của nó sẽ là khung bằng nhôm. Mẫu này là hàng Hàn Quốc nhá. Made in Korea này. Em sẽ đo kích thước này. Đây phần đế của nó này. Phần đế nhôm bên dưới của nó là nó dạng là kiểu liền một khối ấy. Rất là dày nhá. Bản ngang là bản rộng phần đế là 9 cm. Chiều dài phần đế này em đo từ bên kia kéo sang đây sẽ được là 53,5 cm này. Đây. Bên trên nó sẽ là di chuyển bằng dây trượt như này. Mẫu số 49, cái này của em có giá là 500.000 một chiếc. Mẫu này bác nào mua chuyển khoản trước thì sẽ được miễn ship nhé. Tiếp theo chuyển qua mẫu 50. 50 nó có cái phần trục vít me ở đây này. Cái phần trục ở đây này thì nó sẽ là chạy bằng vít me bên trong nhé. Phần khung mẫu này sẽ là khung bằng nhôm này. Bên dưới nó có cái phần đế sắt một chút. Phần đế sắt ở giữa đây này các bác. Còn phần khung hai bên sẽ là khung bằng nhôm. Em sẽ đo cái phần kích thước của nó. Cái này phần đầu trục của nó khoảng 8 ly. Còn cái phần lỗ này, phần lỗ bên trong của em sẽ đo là 26. Còn bên ngoài này thì đo là 30. Cái này nó có hai cái miếng này kiểu như cái phần nó giống như kiểu cái bàn trượt gen hai chiều ấy các bác. Cái này phần mặt bích bên trên bản rộng 4,5 cm, tổng chiều dài phần khung đo được là 37,5 cm nhé. Số 50 này của em có giá là 300.000 một chiếc. Đấy. Đây này, mẫu này nó không có khớp nối đâu nha các bác. Đây bên trong này hai cái này giống nhau nhá, cùng một loại đấy. Mẫu này nó có thêm một cái miếng nhôm trắng bên trên thôi. Còn nó tháo cái miếng bên nhôm trắng này ra đó, y chang cái này luôn, cùng một kích thước. Rồi tiếp theo anh chuyển qua mẫu 51. Đây 51 ở bên này. 51 là cái hộp này. Ở bên trên đây nó có một cái màn hình điện tử này với cả các cái nút bấm đây các bác. Bên dưới này chắc là các cái đèn báo. Ở đây là có cái cổng chân dắt cắm 3 chân, điện AC từ 100 đến 240V này. Đây là cổng điện DC 24V này các bác. Đấy. Mặt bên này thì không có gì, bên dưới sẽ có 4 cái phần chân đế nhá. Còn đây là cái mặt bên trên của nó này. Để em sẽ đo cái kích thước của nó. Con này bản ngang là 12 cm, chiều dài đo được là 20 cm ạ. Mẫu số 51, cái hộp này của em có giá là 150.000 nhá. Bác nào biết vào việc gì thì mình chốt nhá. Tiếp theo chuyển qua mẫu 52. Đây 52 là mẫu này. Mẫu này nó có cái phần hộp bên ngoài là bằng inox này. Mặt trước đây sẽ có một cái màn hình với cả các cái nút nhấn điều khiển như này. Kích thước phần thân, mẫu này bản ngang là 17,5 cm, chiều dài thì em đo được là 29,5 cm nhá. Em xem mặt đằng sau này. Mặt đằng sau nó sẽ có một cái quạt tản nhiệt, một cái cổng chân dắt cắm 3 chân. Cái này điện trên này. Điện 250V. Còn đây bên trên nó sẽ có hai cái phần chân dắt cắm như này. Là ba cái chứ, ba cái hay ba loại chân dắt cắm luôn. Đây là mẫu số 52, có giá là 180.000 ạ. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 53. Cái mẫu hộp màu đen này. Mặt trước đây sẽ có một cái màn hình điện tử này, nút công tắc bật với cả các cái đèn báo, và nút công tắc nhấn điều khiển này. Kích thước ạ.
Con này phần thân ngang bản rộng 18 cm, chiều dài của nó là 29,5 cm. Ở trên đây sẽ có một cái tem này. Con này hàng Made in Korea, điện đầu vào từ 100 đến 240V ạ. Đằng sau này nó sẽ có cổng chân giắc cắm 3 chân, quạt tản nhiệt và 4 cái cổng chân giắc cắm tròn như này. Cổng 1, 2, 3, 4 này. Mẫu số 53, cái này của em có giá là 200.000. Mẫu này thì em có một cái nha các bác. Mẫu 53 có một chiếc. Em chuyển qua mẫu 54. Đây, 54 là cái mẫu cốc lọc này. Mẫu này em đang có là 6 cái nhá. Cốc lọc hàng SMC nha các bác. Đầu ống hai bên này của nó là cái phần gen là bằng inox nhá, nó không hút lâm châm đâu. Hay là bằng đồng ta? Ủa bằng đồng các bác, mẫu này bằng đồng nhá. Đây là có ánh đồng bên trong này. Hàng SMC, đầu ống hai bên này có sẽ là ống ống bao nhiêu nhỉ? Ống 12 nha các bác, phần cốc lọc to đẹp, không có bị bể vỡ gì cả. Kích thước này. Mẫu này phần thân cốc lọc ở đây em đo được đường kính là phi 60. Đằng sau sẽ có cái phần ke góc như này. Mẫu này thì nó có hai loại, một loại như này là có một cái đầu ống nhá. Còn một loại này nó có cái loại mà chia ra nhiều đầu ống như này. Cái ống này thì nó đang chuyển từ ống 8 ra ống 6 này. Đấy các bác nào mà lấy cái loại nhiều ống hay là lấy loại một ống thì báo em nhé. Tất cả đầu van ống vẫn còn đầy đủ, không có bị thiếu hay bể vỡ gì cả. Mẫu số 54 này, hai loại thì giá đều bằng tiền nhau, 150.000 một chiếc ạ. Mẫu này thì em có đăng ảnh ở trên Zalo đấy, các bác có thể qua Zalo để mình xem tham khảo thêm nhé. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 55. 55 là cái mẫu hộp số này. Cái này phần thân của nó bằng nhôm nhá, ở đầu đây có cái phần bu li này. Bu li này bằng sắt ạ. Mẫu này phần rãnh bu li ở đây em sẽ đo được của nó là 27. Phần trục này. Phần trục mẫu này của nó là phim 16 nhá. Còn phần lỗ bên trên đây. Mẫu này phần lỗ ở đây em đo được là 19 ạ. Bên này là 19 nhá các bác. Kích thước phần thân mẫu này bản ngang là 8,2 cm. Còn chiều bên này là 14,5 cm này. Tổng chiều cao từ dưới đất đo lên là 14,5 cm. Để em xem có cái tem nào không ta. Đây bên đấy sẽ có một cái tem này. Này nó ghi là size 50, tỷ lệ là 1/20 nhé. Đây là mẫu số 60. À đâu, mẫu số 55. Cái này của em có giá là 650.000 một chiếc. Mẫu này em đang có 3 chiếc. Bác nào mà mua một chiếc mà chuyển khoản trước thì sẽ được miễn ship nhé. Em chuyển qua mẫu 56. 56 là cái hộp này. Đây là cái đằng sau của nó này. Đằng sau nó sẽ có là 6 cái cổng chân giắc cắm như này. Một cái cổng chân giắc cắm điện AC 250V. Điện cổng chân giắc cắm 3 chân nha các bác. Còn đây là mặt trước. Mặt trước nó sẽ có 6 cái cổng chân giắc cắm như này. Một nút công tắc bật. Bên dưới nó sẽ có cái phần đế này. Cái này là hàng Hàn Quốc nha các bác. Đây. Nó có cái tem thông số điện đầu vào từ AC từ 110 đến 220V này. Điện ra của nó là 13V, 50V. Made in Korea. Em sẽ đo cái kích thước. Con này bản ngang là 21,7 cm, chiều dài đo được là 24 cm nhé. Số 56, cái này của em có giá là 180.000. Em chuyển qua mẫu 57. 57 là cái hộp màu trắng đây. Đây là đằng sau này. Đằng sau nó sẽ có là mấy cái cổng chân giắc cắm như này. Một cái cổng chân giắc cắm điện bình thường ấy các bác. Điện 220-250 nhá. Cổng chân giắc cắm 3 chân. Còn đây là mặt trước này. Mặt trước nó sẽ có các cái nút này. Đấy. Bên trong nó sẽ có biến thế cả các cái vỉ mạch bên trong nha các bác. Kích thước phần thân. Cái này bản ngang của nó em đo là 22 cm. Chiều dài thì em sẽ đo được là 25,5 cm nhé. Số 57, cái này của em có giá là 180.000 một chiếc. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 58. 58 là cái hộp này. Ở đằng sau đây sẽ có các cái cổng chân giắc cắm này. Họ cắt hết dây điện như này rồi nha các bác. Một nút công tắc bật mở như này. Mẫu này có cái tem thông số điện DC 12V. Đây mặt trước đây, nó sẽ có các cái đèn báo này. Đấy, đằng sau thì dây điện họ cắt hết rồi. Nhưng các cái cổng chân giắc cắm thì vẫn còn mới, còn đẹp ạ. Kích thước phần thân. Mẫu này bản ngang là 9,5 cm. Chiều dài đo được là 17,5 cm nhé. Số 58 này, cái hộp này của em có giá là 100.000 ạ. Made in Korea, hàng Hàn Quốc. Tiếp theo chuyển qua mẫu 59. 59 là một cái hộp điều khiển kiểu của motor các bác. Đây, này vì bên sườn đây nó bị bể vỡ như này, các bác coi như là mình lấy đồ lấy phụ kiện nhé. Đây mẫu này là cái gì đây? Made in Korea,
AC sạc vô driver, mẫu này công suất là 100W. Điện đầu vào của nó điện một pha từ 200 đến 240V, điện ra cũng là một pha luôn từ 200 đến 240V. Hàng Hàn Quốc nhá. Mẫu số 59, cái này của em có giá là 100.000 ạ. Rồi em chuyển qua mẫu 60. 60 là cái hộp này. Một cái hộp màu đen bằng sắt bên ngoài rất là mới và đẹp luôn này. Ở đây nó sẽ có một cái cổng chân rất cắm như này. Còn đây là các cái đầu ống. Ống này của nó sẽ là ống 6 với ống 8 nhé. Bên đây sẽ có hai cái đầu ống 4 này. Nó có ký hiệu 12 này các bác. Kích thước này. Cái này phần thân bản ngang là được 13,3 cm. Còn chiều dài của nó là 16 cm nhé. Mẫu này mới lắm nhưng không biết là nó xài vào việc gì, bên trong là cầm nặng ấy các bác. Mẫu số 60 có giá là 100.000. Tiếp theo là mẫu 62 ạ. 62 của em nó là mẫu con lăn nhá. Cái này kiểu như con lăn bằng cao su ấy. Bên ngoài nó sẽ có cái phần cao su mà mềm bấm móng tay được. Bên trong cái phần trục này sẽ có bi xoay được nha các bác. Mẫu này phần đầu trục thì em sẽ đo là phi 16 ạ. Phần thân con lăn đường kính là 53. Mẫu này hiện tại em đang có 2 chiếc đấy ạ. Chiều dài phần thân này. Phần thân mẫu này tổng chiều dài em đo được là 69 cm. Mẫu số 62 có giá là 200.000 một chiếc. Bác nào mua hàng cả hai cái chuyển khoản em miễn ship nhé. Còn đây là mẫu 63. 63 là mẫu con lăn bằng nhựa này. Bên trong của nó sẽ có cái phần trục bi xoay như này. Ba con lăn sẽ đều có bi nha các bác. Nó sẽ có một cái phần khung bằng nhôm. Phần khung nhôm độ dày là 1 cm. Kích thước này, mẫu này bản rộng phần khung là 5,5 cm. Chiều dài phần khung nhôm ở đây em sẽ đo được là 36 cm nha các bác. Rồi em sẽ đo kích thước phần con lăn. Phần con lăn nó sẽ có một cái phần rãnh ở giữa đây. Mẫu này phần trục của con lăn đo được là phi 12. Phần thân con lăn đo được là phi 42 ạ. Còn chiều dài phần thân con lăn em sẽ đo được ở đây là 75. Mẫu số 63. Một cái khung như này sẽ có giá là 150.000. Hiện tại mẫu này thì em đang có lẻ cả mấy con lăn này này các bác, không có khung ấy. Bác nào có cần xem lại kích thước hình ảnh thì mời các bác cứ qua Zalo em chụp ảnh nhé. Cái mẫu mà con lăn rời như này em đang bán giá là 40.000 một chiếc. Mẫu này hiện tại rời ấy, nó khoảng tầm 20 chiếc nhá. Bác nào mua 10 chiếc là được miễn ship nha. Rồi tiếp theo chuyển qua mẫu 64. 64 là mẫu con lăn màu vàng đây. Mẫu này con lăn bằng cao su nha. Đây, phần cao su là cũng bấm móng tay được. Một đầu sẽ có gối này. Đầu bên này thì không có. Cái này không biết là ở ngoài kho nhà em còn được gối này không, để em lắp vào cho các bác luôn này. Về các bác đỡ phải lo kiếm gối. Mẫu này phần trục là phi 12. À phi 12 này có gối nha. Thì em sẽ lắp gối vào cho các bác. Kích thước phần thân đường kính đo được là 45. Chiều dài này, mẫu này chiều dài phần thân của nó là 50 cm. Đây, mẫu số 64 này. Cái này của em có giá là 120.000 một chiếc thôi. Giá thì siêu đẹp và hàng cũng đẹp luôn. Tẹo em sẽ lắp gối vào đây cho các bác đầy đủ gối luôn nhá. Vì các bác không phải lo kiếm gối nó khó này. 120.000 một chiếc thôi. Mẫu này hiện tại đang có khoảng 6 đến 7 chiếc. Các bác chốt là mẫu 64 nhá. Còn đây là mẫu 65. Mẫu này cũng là con lăn bằng cao su này. Phần cao su bấm móng tay được nha các bác. Bên trong của nó sẽ có cái phần trục bi xoay như này. Phần trục của nó sẽ là bằng sắt ạ. Phần trục của em đo được là phi 16. Phần thân con lăn thì em đo được là phi 40. Mẫu này con lăn cao su mềm. Chiều dài phần thân con lăn là 36 cm. Tổng cả phần trục luôn là được 45,5 cm nhé. Số 65 em có 1 chiếc. Có giá là 100.000 ạ. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 66. 66 là mẫu con lăn bằng sắt này. Mẫu này hai đầu sẽ có cái phần trục nhé. Phần đầu trục bên ngoài em đo được là phi 15. Phần thân con lăn đường kính là phi 60 ạ. Mẫu này là bằng sắt nha các bác. Đây nó hút lâm châm này. Con lăn đẹp nha. Chiều dài phần thân con lăn, mẫu này em sẽ đo được của nó là 57,5 cm. Tổng cả phần trục hai đầu này em sẽ đo từ bên kia sang đây là được 68 cm nhé. Số 66 này, cái này của em có giá là 150.000 thôi. Chuyến này con lăn về nó toàn cái đẹp mà rẻ lắm các bác. Bác nào vào việc thì mình chốt liền luôn. Tiếp theo đây là mẫu 67. 67 mẫu này con lăn bằng inox này. Bên trong phần thân bên ngoài là bằng inox. Còn phần trục này của nó sẽ là bằng sắt nha các bác. Phần trục tròn ở đây em sẽ đo được là phi 12. Phần thân con lăn này. Phần thân con lăn đường kính ở đây em đo được là phi 60 ạ. Chiều dài. Mẫu này chiều dài phần thân con lăn là 30 cm. Tổng cả phần trục hai đầu là được 40 cm. Số 67 này em có 1 chiếc. Có giá là 100.000. Rồi em chuyển qua mẫu 68. 68 là mẫu con lăn cao su này. Hai đầu sẽ có gối nha các bác. Ở đầu ngoài đây sẽ có cả một phần bánh răng như này. Phần bánh răng ở đây độ dày này em đo được của nó là 20. Còn đường kính này, đường kính phần bánh răng của nó là 74 ạ. Phần thân con lăn, mẫu này đường kính đo được là 68.
chiều dài này. Mẫu này chiều dài phần thân con lăn em sẽ đo được là 29 cm, tổng cả phần gối này, từ phần gối và phần đầu trục bên ngoài này sẽ đo được là 47 cm nha các bác. Đây, phần trục bi sẽ xoay như này. Mẫu số 68. Cái mẫu này của em có giá là 300.000 nhé. Hiện tại cái mẫu này ý, nó có cả cái mẫu mà không có gối này, nó chỉ có mỗi con lăn thôi thì sẽ rẻ hơn, giá từ 150 đến 200 tùy loại. Các bác có cần kích thước như nào thì các bác cứ báo vào trong Zalo để em tìm mẫu, em gửi các bác xem nhé. Còn đây là mẫu 67. Ủa, chết rồi, em đánh hai mẫu 67 rồi. Đây là mẫu 67 rồi này. Mẫu này là 67 rồi mà đây bên là 67. Em đã thêm một chữ A đằng trước cho cái mẫu 67 này để cho nó đỡ nhầm nhá. Đây các bác. Bác chốt cho em thêm chữ A đằng trước nhá. Mẫu này sẽ có cái phần trục tròn mà bằng sắt này, ở đầu ngoài sẽ có phần bánh răng, còn bên trong sẽ gọi là có phần bánh nhông giống như cái mẫu 68 đấy. Mẫu này phần trục của nó em đo được là phi 20. Phần thân con lăn, mẫu này đường kính đo được là 68 ạ. Phần bánh nhông này ở đây em đo được là 20, còn cái phần bánh răng này là 7 ly nha các bác. Hai đầu cũng đều sẽ có phần gối như này, phần gối sẽ đều có bi xoay. Mẫu này chiều dài phần thân con lăn thì em đo được là 29 cm, tổng cả phần sản phẩm này là sẽ đo từ cái phần gối qua hết phần trục này luôn là được 71 cm ạ. Số 67, cái này của em có giá là 350.000 nha các bác. Phần cao su đẹp nha, gối cũng thế, rất là đẹp luôn ạ. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu. Hôm nay vẫn đánh size số này các bác, hôm nay đánh những hai size 2 số luôn. Đây này, 68 rồi mà đây vẫn 68 luôn. Đây các bác chốt cho em là bộ khung trượt nhá, bộ khung trượt A68 này. Các thông cảm nhá, hôm nay đánh hai số size rồi. Cái này phần khung của nó sẽ là khung bằng nhôm này, hai bên sẽ có hai cái phần trục tròn phi 16, trục tròn sắt đặc. Ở giữa sẽ là một mẫu vít me cơ, mẫu này là vít me phi 20 nha các bác. Phần khung nhôm ở đây em sẽ đo được của nó độ dày là 1,2 cm. Ở bên đầu này sẽ có một cái phần tay nắm này, tay nắm sẽ kết hợp nó ở cái phần đầu trục của vít me nhé. Cái phần bi này nó sẽ có cái phần gen trên đây rồi, các bác có thể bắt ốc này. Đây là cái đầu bơm mỡ của cái phần bơm và cái phần bi bên trong nha các bác. Phần khung nhôm, đây này, phần khung nhôm này. Phần khung của nó ở đây bản rộng em sẽ đo được là 22 cm. Tổng chiều dài này sẽ đo từ cái phần khung bên kia kéo sang đây là được 59 cm. Chiều dài phần vít me bên trong em sẽ đo được là 56 cm nha các bác. Đây là mẫu số, các chữ, ghi cho em thêm chữ A đằng trước nhé. A68 bộ bàn trượt có giá là 700.000. Đối với mẫu này bác nào mà chuyển khoản trước là được miễn ship này. Còn ship COD thì các bác vui lòng tự trả ship giúp em nhé. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 69. 69 là cái mẫu hộp mà cái này kiểu như cái đầu giảm tốc này, bên trên sẽ có một cái phần buli. Mẫu này phần đầu trục ở đây em sẽ đo được của nó là phi 19 ạ. Phần rãnh buli mẫu này đo được là 22. Mẫu này phần thân này, phần thân mẫu này tròn đem đo là phi 80. Mẫu này phần mặt bích của nó là 80 nhá. Đây là cái phần lỗ trục bên trong này. Mẫu này phần lỗ trục ở đây em sẽ đo được của nó là phi 14 ạ. Đây, để em xem nó có cái tem mà. Mẫu này không thấy có cái tem gì. Đây, phần trục quay này. Mẫu số 69, mẫu này của em có giá là 500.000. Bác nào mà chuyển khoản trước là được miễn ship nhá. Em chuyển qua mẫu 70. 70 là mẫu vít me này, mẫu này là vít me cơ. Mẫu này sẽ có là bát ren bằng đồng nha các bác. Ở đầu đây sẽ có một cái phần gối có bi như này. Mẫu này phần đầu trục của em sẽ đo là phi 12. Phần vít me là phi 18 ạ, bát gen đồng này, đường kính phần bát gen đo được là 32. Chiều dài của phần bát gen em đo được là bao nhiêu đây? 40, là 4 cm các bác. Ở đầu đây sẽ có một phần buli, ránh buli thì em sẽ đo được của nó là phi 17. Mẫu này tổng cả chiều dài sản phẩm được 40 cm các bác. Hành trình này, hành trình mẫu này được 28 cm. Đây là mẫu số 70. Cái này của em có giá là 150.000 một chiếc nha các bác. Mẫu này hôm nay bác nào mua từ 5 chiếc trở lên là được miễn ship. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 71. 71 là mẫu con lăn. Cái này là của nó là con lăn bằng inox nha các bác. Bên trong của nó sẽ có cái phần trục bi xoay như này. Đây các bác thấy không? Phần trục của nó sẽ là bằng sắt, còn phần thân bên ngoài của nó sẽ là bằng inox ạ. Phần trục tròn em đo được là phi 12. Phần thân con lăn đường kính là được 38 ạ. Chiều dài này, có để chiều dài phần thân con lăn là được 27,2 cm nha các bác. Mẫu số 71. Cái này của em có giá là 100.000 một chiếc. Hình thức thì rất là mới và đẹp luôn ạ. Mẫu này hiện tại đang có
6 chiếc gì đấy, khoảng 6 chiếc. Tiếp theo chuyển qua mẫu 72. Đây 72 đây. Để các bác đợi em chút để em chuyển cái mẫu này lên đây này. 72 là mẫu khung khung con lăn nha các bác. Đây, ở giữa đây sẽ có cái phần hộp này. Hai bên sẽ có hai cái phần con lăn bằng nhôm, ở giữa đây cái phần trục tròn của nó là trục tròn phi 15, trục tròn sắt đặc nhá. Phần con lăn thì nó sẽ có bi xoay nha các bác, nó có bi xoay nha. Đây em sẽ đo cái phần kích thước của nó ạ. Con này thì chiều dài phần thân con lăn này, ở đây em sẽ đo được của nó là 72. Đây là chiều dài nhá, còn phần đường kính mẫu này sẽ là 85. Đây phần trục tròn của nó này là phi 15 nha các bác. Trong cái phần hộp này nó sẽ có hai cái phần bánh răng. Hai cái phần bánh răng chéo góc bên trong này các bác. Cái này nó ở nguyên trong hộp nên tháo ra thì nó rơi mất nên em để nguyên này không có tháo ra nhé. Đây. Mỗi một cái này, mỗi một cái phần khung phần trục này sẽ có hai cái phần bánh răng chéo góc bên trong. Đấy, một bộ nguyên zin như này là của mẫu số 72. Cái này của em có giá là 400 ngàn thôi. Hiện tại mẫu này thì em đang có dư mấy cái con lăn rời. Bác nào có muốn mua cái con lăn rời thì báo em này. Phần con lăn sẽ đều có bi nha các bác. Nguyên bộ như này là 400 ngàn. Còn nếu mà mua rời cái phần con lăn ấy, thì hiện tại con lăn đang có giá là 180 nghìn một chiếc nha các bác. Mẫu này em có đăng ảnh ở trên Zalo, các bác có thể qua Zalo xem tham khảo. Tiếp theo chuyển qua mẫu 73. Đây 73 là mẫu này. Đây các bác, kiểu cái hộp số này. Mẫu này phần đầu trục ở đây em sẽ đo là của nó là phi 14 á. Còn phần lỗ này, phần lỗ ở đây cũng là 14 luôn nha các bác. Bên dưới này là lỗ 14 này. Phần mặt bích ở đây em sẽ đo được là 63. Đây bên xem nào. Trên đây nó có cái tem này. Đây là có cái tem Make in Taiwan này. Đây là có mỗi cái tem như này thôi nhá. Còn đây mặt sau của nó này, hình thức thì còn sáng đẹp. Đây kích thước này. Phần kích thước mẫu này bản ngang của nó là 7,5 cm. Chiều dài phần thân là được 15 cm nhé. Mẫu số 7 mấy đây? Mẫu số 73. Mẫu này có giá là 450.000 ạ. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 74. 74 là mẫu xi lanh. Mẫu này xi lanh hơi này. Đầu ống của đây sẽ là ống 8. Tất cả những cái đầu ống vẫn còn đầy đủ nhé. Mẫu này loại lớn này các bác. Phi 80 hành trình 50. Mẫu này phần ti hơn đẩy lên hành trình sẽ được là 5 cm nhé. Ti hơi sẽ là phi 25. Mẫu này size lớn đấy ạ. Kích thước này, mẫu này phần thân này, bản ngang của nó là 9,5 cm. Chiều dài phần thân mẫu này là 18 cm nhé. Tất cả đầu van ống sẽ vẫn còn đầy đủ, không bị thiếu đâu nha các bác. Mẫu số 74, mẫu này của em có giá là 200 ngàn một chiếc. Bác nào muốn mua mấy chiếc thì báo em nhé. Mẫu này có dưới 10 chiếc thôi. Tiếp theo đây là mẫu 75. Nó cũng giống như cái mẫu 74. Mẫu này gọi là phi 80 này. Hành trình 100 nha các bác. Đầu van ống sẽ là ống 8. Phần ti hơi đẩy lên hành trình sẽ được là 10 cm. Ti hơi là phi 25. Kích thước phần thân này, mẫu này phần thân ở đây bản ngang em đo được là 9 cm. Chiều dài phần thân mẫu này được 23 cm. Nó cùng kích thước với cả mẫu số 74, chỉ khác mỗi hành trình thôi. Mẫu số 75 này cũng có giá là 200 ngàn một chiếc thôi nha các bác. Đấy, các bác nào muốn mua mấy chiếc thì báo em. Mẫu này cũng có cùng số lượng với mẫu 74 đấy, khoảng dưới 10 chiếc thôi. Tiếp theo chuyển qua mẫu 76. 76 là mẫu này. Mẫu này là phi 32, hành trình 150. Mẫu này đầu ống ở đây sẽ là ống 6 nhé. Các bác cấp hơi vào thì cái phần ti hơi đẩy lên hành trình sẽ được là 15 cm. Mẫu này phần ti hơi em đo được là phi 16 này. Kích thước phần thân này, mẫu này bản ngang của nó ở đây em đo là 4,5 cm. Chiều dài phần thân là 19,5 cm ạ. Số 76 này của em có giá là 100 ngàn một chiếc nhé. Rồi em chuyển qua mẫu 77. 77 là mấy cái mẫu bên trên này. Đây ạ, mẫu này. Mẫu này có cái tem này. Đầu ống ở đây sẽ là ống 8 ạ. Đây cái tem thông số này các bác. Mẫu này là phi 50, hành trình 350. Là hành trình của nó sẽ đẩy là được 35 cm, hành trình dài nha các bác. Mẫu này phần ti hơi thì em sẽ đo được là phi 20. Kích thước phần thân này, mẫu này bản ngang của nó là 6 cm. Chiều dài cái phần thân của mẫu này là được 44,5 cm nhé. Số 77 này của em có giá là 200 ngàn một chiếc nha các bác. Đấy. Phần ti hơi vẫn còn, van ống cũng còn đầy đủ nhé. Mẫu này có một chiếc thôi. Còn đây là mẫu 78.
Mẫu này thì đang có mấy chiếc này. Bên dưới mẫu này nó có cả cái phần khớp bằng phần đế bằng sắt như này. Mẫu này sẽ có cái tem ở đây là Phi 63 hành trình 50. Là cái phần ti hơi mẫu này là hành trình đẩy lên, hành trình sẽ được là 5 cm nhé. Ti hơi thì em sẽ đo được là Phi 20. Mẫu này nó còn một cái đầu van ống là ống 6 này. Cái này nó đang bị thiếu một cái đầu ống bên dưới đây. Phần thân bản ngang là 7,5 cm. Chiều dài của nó là được 15,5 cm nhé. Số 78, cái này của em có giá là 200.000. Bên trên nó cũng có cái phần khớp như này đầy đủ nha các bác. Đấy. Mẫu này như đang có 2 chiếc này, 2 hoặc 3 chiếc rồi đấy. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 79. Đây 79 là mẫu này. Mẫu này ở đây nó có cái đầu ống là ống 8 nhá. Bên dưới sẽ có cái phần đế như này. Mẫu này có cái tem thông số là Phi 50. Phi 50 hành trình 175 nha các bác. Mẫu này cái tem nó bị rách rồi. Tại vì mẫu này em bán nhiều quá nên em nhớ được cả cái phần tem thông số của nó. Mẫu này phần ti hơi thì sẽ đo được là Phi 20, hành trình là 17 cm nha các bác. Phần thân này mẫu này bán ngang 6,5 cm. Còn chiều dài phần thân của mẫu này được 28 cm, không tính cái phần đế bên dưới đâu nha các bác. Số 79 này của em có giá là 170.000. Mẫu này thì chỉ có 1 hoặc 2 chiếc thôi. Tiếp theo chuyển qua mẫu 80. 80 là mẫu phần này. Mẫu này là logo hàng SMC Make in Korea này. Phi 40 hành trình 290. Đầu ống ở đây sẽ là ống 6 nhé. Bên trên sẽ có cái phần khớp như này. Mẫu này phần ti hơi này, đẩy lên hành trình sẽ được là 29 cm. Phần ti hơi thì em sẽ đo được là Phi 16. Đây là có cả cái phần gối để mà bắt vào máy nữa này. Đấy. Đầu van ống thì vẫn còn đầy đủ nhá. Mẫu này dạng thân tròn. Số 80 này của em có giá là 150.000 thôi ạ. Xi lanh chuyến này giá cũng rất là rẻ luôn, nên là bác nào mà đang có nhu cầu tìm kiếm các cái mẫu xi lanh thì các bác cứ inbox trực tiếp Zalo thì em sẽ chụp hình hoặc là chọn mẫu gửi qua các bác xem tham khảo thêm nhé. Tại vì ở trên video hôm nay thì em mới chỉ soạn ra được một vài mẫu thôi, vẫn còn nữa đấy ạ. Đây là mẫu 81. Mẫu này thì đầu ống là sẽ là ống 8 nha các bác. Cái phần tem thông số này nó bị mờ mất rồi. Mẫu này là Phi 42 hành trình 180 nha các bác. Đây, mẫu này cái phần ti hơi này nó đẩy lên hành, đem sẽ đo được là Phi 14. Còn phần thân mẫu này là Phi 42 nhé. Hành trình mẫu này đẩy lên là được 18 cm các bác, là hành trình dài nhé. Mẫu này là cái phần thân của nó bằng inox nha các bác. Bên trên sẽ có cái phần khớp đầy đủ này. Mẫu này hàng SMC. Mẫu số 81, giá là 100.000 một chiếc thôi. Hiện tại mẫu này em có đăng ảnh ở trên Zalo đấy. Các bác có thể qua Zalo để mình xem tham khảo thêm về hình ảnh và kích thước của nó nhé. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 82. Mẫu 81 bác nào mà mua từ 5 chiếc trở lên chuyển khoản thì sẽ được miễn ship nhé. Còn ship COD thì các bác vui lòng tự trả ship giúp em. 82, đây 82 đây. 82 mẫu này cũng đang có mấy chiếc này. Mẫu này là kiểu xi lanh hơi 2T này. Mẫu này là Phi 32 hành trình 10. Cái này thì hành trình của nó ngắn thôi nha các bác. Hành trình mẫu này đẩy ra được là 1 cm thôi. 2T hơi mẫu này đo được là Phi 16. Kiểu là size to đấy nhưng mà hành trình ngắn. Mẫu này bản ngang ở đem đo là 9,5 cm nhé. Phần thân này để nguyên như này đo tổng chiều dài được 11,5 cm. Đầu ống mẫu này sẽ là ống 6 này. Phần gen ống vẫn còn đầy đủ. Chiều nghiêng phần xi lanh là được 40. Mẫu số 82. Cái này của em có giá là 100.000 một chiếc nha các bác. Mẫu này đang có mấy chiếc luôn. Tiếp theo là mẫu 83. 83 mẫu này cũng đang có mấy chiếc này. Mẫu này sẽ có 3 ti hơi như này. Đầu gen ống vẫn còn đầy đủ. Ống này của nó sẽ là ống 8. Phần ti hơi ở giữa em đo được là Phi 16, còn cái phần ti hơi bên ngoài đo được là Phi 20 nhá. Để em xem nó còn cái tem thông số. Cái tem thông số này hàng SMC nó bị mờ mất rồi. Rồi em sẽ đo thủ công theo hành trình mẫu này bao nhiêu nè. Mẫu này phần hành trình của nó là được 30 nha các bác. Hành trình 30, tức là 3 cm đấy ạ. Kích thước phần thân này, chiều dài phần thân ở đem đo được là 9 cm. Bản ngang mẫu này đo được là 12 cm. Còn chiều nghiêng bên này đo được là 5,3 cm nhé. Số 83, cái này của em có giá là 150.000 một chiếc. Mẫu này bác nào mua 2 chiếc chuyển khoản là được miễn ship nhé. Rồi em chuyển qua mẫu 84. Đây 84 là cái mẫu xi lanh này. Ở đây hai bên sẽ có hai cái mẫu xi lanh nhá. Đây các bác. Mỗi một cái phần khung sẽ có hai cái xi lanh như này. Mẫu này thông số của xi lanh này, đây em cho này. Thông số của xi lanh mẫu này là 25 x 35. Đây, hành trình thì ngắn, hành trình của nó chắc tầm 10 thôi các bác. Đấy. Ở bên dưới nó có cái phần ống như này. Cái phần ống này nó vặn được này các bác, nó vặn điều chỉnh mình lên hoặc là điều chỉnh xuống được nha các bác. Bên trên này, bên trên nó sẽ có cái phần khớp như này.
nó có hai cái phần chốt khóa như này nữa các bác. Đấy, phần chốt khóa cái này là bằng nhôm nhá. Phần thân của xi lanh cũng là bằng nhôm đấy ạ. Mẫu số 84. Cái này của em có giá là 150.000 một chiếc. Một chiếc là nó sẽ liền hai cái vào với nhau như này nha các bác. Đây này. Như tay em đang cầm như này là tính là một chiếc này. Đấy. Mẫu này thì hiện tại em đang có khoảng tầm 10 chiếc nha các bác. Tiếp theo chuyển qua mẫu 85. 85 là mẫu mấy cái mẫu cái này kiểu như cái lọc này các bác. Anh em xem nào. Mẫu này phần chân ốc là vẫn còn đầy đủ nhá. 250V, mẫu này 6A. Cái này thì bán theo combo nhá, 100.000 combo sẽ có là 2 chiếc luôn nha các bác. Đấy. Đều từ 110 đến 250V nha các bác. Đây là có cả mẫu này. Mẫu này cũng thế này, mẫu này là hàng Hàn Quốc này, cũng là điện một pha này. AC 250. Đấy. Bác nào lấy cái mẫu đen này hoặc là lấy cái mẫu trắng này thì báo em nhé. Giá bằng tiền, 100.000 combo 2 chiếc thôi. Tiếp theo em chuyển qua mẫu 86. 86 ở đây em có một ít buli. Cái này là buli nhôm nha các bác. Một bên này sẽ có cái phần gối bằng nhôm. Phần buli sẽ có cái trục bi xoay như này. Để em xem có thấy mã bi không nào. Mã bi của nó là NSK Made in Japan này. Mã bi là 695 nha các bác. 695. Cái này trên video không nhìn thấy mã bi nha các bác. Này em phải dơ cận cảnh em mới thấy mã bi luôn ấy. Cái này phần đầu trục của nó là 5 ly. Phần rãnh buli cái này đo được là 11 ạ. Đường kính bên ngoài đây em sẽ đo được là 32. Đấy, bên này có phần trục bi xoay nha các bác. Cái này thì em sẽ bán theo combo, 100.000 là combo sẽ có 10 chiếc. Bác nào mua hết thì sẽ được miễn ship nhá. Cái này chắc có khoảng khoảng tầm 40 đến 45 chiếc đấy ạ. Đây là mẫu 86 nha các bác. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 87. Tám mây là cái mẫu này. Cái này kiểu như cái hộp mà điều khiển của motor các bác. Đây này, cái này nó còn cả cái phần chân rắc cắm cả dây điện này. Ở bên ngoài đây sẽ có cái màn hình điện tử với cả các cái cổng chân rắc cắm nhá. Mẫu này sẽ có cái tem ở đây. Điện đầu vào một pha hoặc là ba pha từ 200 đến 240V. Còn điện ra mẫu này của nó là ba pha, công suất là 200W nha các bác. Đây này, nó ghi công suất là 200W. Hình thức thì em thấy nó cũng còn đẹp, không có bị bể vỡ gì cả, vẫn còn nguyên nha các bác. Kích thước phần thân, mẫu này bản ngang 16,5cm. Bên này thì em sẽ đo được là 16cm nhá. Mẫu số 87 này, cái này của em có giá là 200.000 một chiếc thôi. Đối với các cái dòng hộp điều khiển này thì em không rõ về đấu điện như nào, sử dụng nên nào. Nên là bác nào biết thì mới chốt đơn nhá. Thì cái này em không rõ, hiểu rõ nên là không có tư vấn gì được. Các bác có cần xem lại cái phần tem thông số này thì mời các bác cứ qua Zalo thì em sẽ chụp ảnh các bác xem nhé. Mẫu này hiện tại em đang có mấy chiếc đấy. Rồi tiếp theo em chuyển qua mẫu 88. Đây có cả mẫu xi lanh này, chưa có đánh số này. Mẫu 88 này, mẫu này ở bên trên hộp này nó bị thiếu cái gì rồi các bác. Đây nó còn toàn mỡ bên trong thôi. Đây, em sẽ đo cái kích thước của nó trước, xong đó sẽ tìm cái tem sau nhé. Mẫu này kích thước bản ngang em đo là 9cm. Chiều dài phần thân này, mẫu này em đo là 31cm ạ. Đây là cái phần chân rắc cắm của nó nhé. Thế em xem có cái tem thông số nào không ta. Ở phần bên này nó có cái tem là điện 110V và 220V này. Bên dưới này nó sẽ có cái kiểu như cái quạt à. Còn không thấy có cái tem gì các bác. Hôm nay không thấy còn cái tem gì nữa. Có mỗi một cái tem ở đây thôi, nó ghi là 110V và 220V các bạn. Đây này. Các bác thấy không? Đấy, nó có một cái tem duy nhất ở đây thôi. Còn em đang nhìn 4 chiều là chưa thấy còn cái tem nào khác. Các bác nào chốt đơn mẫu số 88 này, chốt với giá là 350.000 nha các bác. Hôm nay trên video của em có tổng 88 mã hàng. Các bác có nhu cầu mua mẫu nào thì cứ chốt hàng, đặt hàng ủng hộ em theo số điện thoại em có ghi sẵn ở dưới phần mô tả của video nhé. Rồi em xin kết thúc video ở đây ạ. Hẹn tất cả các bác ở những video tiếp theo.